một sự kiện siêu hot cho tất cả các bạn được nhập học tại Quân Galaxy và trở thành chiến binh quân sư phạm vừa diễn ra tại Hà Nội. Cùng xem qua đó là gì nào. Các bạn, tụi mình đang ở Cool Galaxy đây. Các bạn hãy đến chơi cùng tụi mình nhá. Xin chào, Cool Galaxy. Đây là cánh cổng của phi thuyền Cool. Bước qua cánh cổng này là đến được học viện Cool Galaxy đó. Đi nào. Để thực hiện ước mơ trở thành chiến binh quân sư phạm, phi thuyền Quân này sẽ chở chúng ta đến học viện Quân Galaxy ở hành tinh Happy Quân. Xin tự giới thiệu, mình là Quân IA, hệ thống lái tự động của phi thuyền Quân. Ta sẽ vào vũ trụ Quân sau 5, 4, 3, 2, 1. Cảnh báo có thiên thần, cảnh báo có thiên thần. Chào mừng các con đã đến với học viện Cool Galaxy. Không chỉ được nói chuyện cùng giáo sư Galactic ở ngoài đời thật đâu, mà các bạn còn được chính thức trở thành học viên tại học viện Cool Galaxy và tham gia vào khóa huấn luyện trở thành chiến binh quân sư phạm nữa. Gia sẽ điều khiển vật thể sao cho thật khó ném trúng, còn các bạn sẽ dùng bóng ném vào các vật thể. Bây giờ thì bắt đầu. Cùng Cool vận động mỗi ngày. Phòng số 2 là có ném banh nha, ném chút thạch này nọ đâu, đã lắm. Để có thể chính thức được công nhận là chiến binh quân siêu phàm thì các bạn phải vượt qua căn phòng siêu đỉnh này đây. Tại đây, các bạn sẽ được đeo một chiếc kính với công nghệ hàng đầu, mở ra một không gian mới ở Quân Galaxy ngay trước mặt. Đây là sự kiện trải nghiệm vũ trụ thông qua công nghệ thực tế ảo dành cho trẻ em lớn nhất Việt Nam luôn đó. Các con là những chiến binh quân siêu phàm. Hãy thể hiện những kỹ năng mà mình đã học để đánh bại binh đoàn bóng tối và bảo vệ học viện Cool Galaxy nào. Hả? Nhìn các bạn ấy kìa, quá là quách luôn phải không nào? Nhận được vũ khí mới. Trong thế giới Cool Galaxy, các bạn còn có khả năng sử dụng những siêu năng lực cực kỳ mạnh từ các quả bói Cool nữa. Con rất là vui, hồi hộp. Con là chiến binh bắn nhiều quả nhất ạ. Con thấy mấy con quái vật hơi cu te một tí. Trời đất ơi, tự nhiên cái tỉnh của em luôn. Vẫn chưa hết đâu nha. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện thì ở nơi đây còn có bút chụp hình hóa thân thành các chiến binh quân siêu phàm cho các bạn lưu lại làm kỷ niệm nữa đó.
Tại Cool Galaxy còn có rất nhiều các hoạt động vui chơi cực kỳ thú vị khác được sở Cool thực hiện, nên đã thu hút rất đông đúc các bạn cùng đến tham gia. Trở thành một học viên Cool Galaxy quả thực là một điều tuyệt vời. Các bạn ơi, các bạn đừng lo, bố nghĩ là học viện Cool Galaxy sẽ đến chỗ các bạn đó. Vậy nên á, các bạn hãy chăm uống sữa Cool nè và siêu tập thật nhiều trái Cool để chúng ta có thể trở thành học viên của học viện Cool Galaxy nha. Siêu tập thật nhiều trái Cool nha. Các bạn ơi, các bạn muốn Cool Galaxy đến với tỉnh thành nào? Comment cho chúng mình biết nhé.